Chị không biết. Hơi bị buồn nha. Đây là mấy cái ok nặng hay trả thôi. Bình thường hết rồi hả? Lưu lại y chứ mà ta. Lý ra. Bữa hôm nay chị đang xóa mà răng cái chị quay mất. Hàng chi chứ đó chị nhớ gì mới xóa mà. Trong đã xóa gì? Trong... Đáng lẽ nếu mình thấy tận ao liền cho mình chứ đằng đó ra. Vô lý.
Hôm nay diễn ghê sợ. Đoạn này mình hơi đau. Hãy subscribe cho quá đau nhưng mà hơi đau nữa. Mm-hmm.